nếu chọn uống các cái sản phẩm bồi bổ với nhung yêu ấy thì chắc chắn là Fairfood luôn khuyến cáo khách hàng nên uống cái sản phẩm là huyết nhung yêu. Cái sản phẩm huyết nhung yêu này thì chúng ta thấy là nó có cái chứa cái chất bantohematogen này, là một trong những chất là kích thích sinh học mà nó thương thức với cơ thể là của con người ấy, là đến 90%, và nó có khả năng là hấp thụ rất là tốt ạ. Và các cái sản phẩm này người Fairfood nhập đều có chứng nhận chất lượng của Nga, bantohematogen đấy ạ. Đó, cho nên là khi mà chúng ta của nhà sản xuất là Biostium này, cho nên là khi chúng ta sử dụng các cái sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về mặt chất lượng. Đây là Biostium này, đây là cái chứng nhận của nhà sản xuất này, và phiếu xuất kho của nhà sản xuất ạ. Và cái sản phẩm huyết nhung yêu này thì nó công dụng của nó thì là nó sẽ bổ sung là cái hàm lượng sắt cần thiết nhất đối với cơ thể này, và bổ máu, tức là cái cơ bản nhất trong cái việc bồi bổ sức khỏe, đó là làm sao cho cái hệ bài huyết của chúng ta hoạt động trơn tru hơn và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời là đào thải độc tố tốt hơn. Thì pantohematogen hay là huyết nhung yêu ấy, nó cũng là một trong những cái chất mà bồi bổ cái hệ bài huyết của chúng ta tốt nhất trong tự nhiên, vì chúng ta có thể uống từ nguồn thực vật, từ nguồn động vật, nhưng mà đầu bảng nhất vẫn là nhung yêu. Và cái nhung yêu của vùng sinh thái sạch Altai thì do là cái điều kiện sống của nó rất là tốt. Đấy, người ta gọi khu Altai đó là khu thiên đường nghỉ dưỡng hay là khu sinh thái sạch. Ở nơi đó thì có rất nhiều các dược liệu quý, thì các cái loài này nó được sống trong cái điều kiện khí hậu rất là tốt, đồng thời là nguồn thức ăn, nguồn dinh dưỡng của nó cũng rất là giàu cây thuốc, các loại cây thuốc quý ấy. Và đặc biệt là cái kinh nghiệm của họ từ lâu năm rồi, cho nên là họ có thể kiểm soát được cái chất lượng của nhung yêu là tốt nhất. Và hầu như là đối với những cái nhà xuất khẩu nhung yêu lớn của Nga ấy, thì họ đều khẳng định là cái nguồn của họ được xuất sang cho là Trung Quốc, là một ở Trung Quốc thì họ mua về họ đóng gói và họ xuất sang các nước khác, và họ xuất cho Hàn Quốc đấy, và họ xuất cho, và những cái người Hàn Quốc ở hải ngoại thì họ rất là ưa chuộng nhung yêu của Nga. Thành ra là các bạn có thể tham khảo các cái nguồn hàng mà tốt nhất để chúng ta có thể lựa chọn bồi bổ cho sức khỏe, vừa an toàn, vừa đảm bảo là chúng ta không mua qua nhiều cầu, và vừa có một cái nguồn dược liệu bồi bổ cho cơ thể và chống thiếu máu thiếu sắt cũng như là tăng cường sức khỏe. Cái sản phẩm huyết nhung yêu này thì nó tốt cho cả nam giới và nữ giới và trẻ em. Đấy, tăng cường huyết sắc tố này, giảm mệt mỏi này, tăng sức đề kháng đối với cơ thể này, điều tiết nội tiết tố, và đồng thời là nó kích hoạt cái quá trình tái tạo rất là nhanh, đặc biệt là đối với những người mà làm việc căng thẳng này, stress này, rồi là suy nhược cơ thể, thì chúng ta nên bồi bổ với các cái sản phẩm của nhung yêu như này sau phẫu thuật hoặc là sau các cái điều trị bệnh lý lâu dài ấy, thì chúng ta nên bồi bổ để cái hệ bài huyết chúng ta hoạt động tốt hơn ạ. Các bạn có thể tham khảo các cái sản phẩm này trên trang của Fairfood ạ.